Ngày 19 tháng 7, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quyết định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào năm 2024 đối với nhóm ngành đào tạo giáo viên trình độ đại học và ngành giáo dục mầm non trình độ cao đẳng. Ngưỡng bảo đảm đầu vào các ngành thuộc nhóm ngành đào tạo giáo viên trình độ đại học là 19 điểm. Riêng đối với các ngành giáo dục thể chất, ngành sư phạm âm nhạc và ngành sư phạm mỹ thuật là 18 điểm đối với tổ hợp xét tuyển 3 môn văn hóa. Các tổ hợp xét tuyển khác thực hiện theo quy định của quy chế tuyển sinh hiện hành Ngưỡng bảo đảm đầu vào ngành giáo dục mầm non trình độ cao đẳng là 17 điểm, đối với tổ hợp xét tuyển 3 môn văn hóa, các tổ hợp xét tuyển khác thực hiện theo quy định của quy chế tuyển sinh hiện hành. Mức điểm sàn nhóm ngành đào tạo giáo viên trình độ đại học và ngành giáo dục mầm non trình độ cao đẳng năm 2023 cũng là từ 17 đến 19 điểm.